Xin chào mọi người đã đến với kênh Làm Sao Biết Được TV. Hôm nay là mình xin phép được gửi đến mọi người video nói về đường sinh đạo. Cái đường sinh đạo là đường như thế này mọi người. Đây. Đường sinh đạo này thì nó sẽ thể hiện được là sinh lực, sinh lý, sức khỏe, vận hạn, rồi nói về tiền bạc và tài lộc. Thì những video trước là mình đã nói về vận hạn và tiền bạc tài lộc rồi. Thì video này mình sẽ nói những cái vận hạn về nạn, tai nạn cũng như là sức khỏe của một người nào đó dựa vào cái đường sinh đạo này ha. Cái đường sinh đạo này nè, nếu như nó cong mà nó to thì thể hiện người này là cái tài nguyên về sinh lực sinh lý của người này rất là mạnh mẽ. Còn nếu như mà cái đường sinh đạo nào mà nó làm cho cái vật còi dưới này, mọi người, cái còi dưới, cái vật dưới con tay cái này nó nhỏ đi, thì tài nguyên sinh khí người ta người này là kém, sức khỏe yếu. Ví dụ như mình nói đây, nếu như cái đầu đường này mà người nó bo tròn ha, làm cho khu vực này nó to ra, mọi người thấy không, to khu vực dưới con cái này to ra, thì người này là sức khỏe mạnh mẽ, cái tài nguyên sinh khí của người này rất là to, do đó người này rất là khỏe mạnh, có đề kháng rất là tốt. Những người nào mà có cái đường này nè mà nó thấp nhỏ như thế này mọi người, đó trao này nè, thường thường người này hay bị bệnh lắm. Không tin mọi người thử mở bàn tay mình ra, của những người mà hơi ốm yếu, thường thường là khu vực này nè, cái đường là đường sinh đạo này nè, đường này nè, nó khá là nhỏ, nó khá là nhỏ. Và bên cạnh đó, những cái đường mà đường chỉ tay sinh đạo này nó mờ thì những người này hay bị bệnh lắm, không có kháng thể, chỉ hay bệnh đi trời chuyển một cái là hay bệnh liền. Còn những người nào mà có đường chỉ tay mà đường sinh đạo to ra thì những người này có kháng thể rất là tốt. Cái lúc những người này bệnh hoạn á, bệnh ví dụ như bệnh cảm bệnh đồ, người ta không uống thuốc cũng có thể hết bệnh. Còn những người nào mà có đường chỉ tay mà đường sinh đạo này nó nhỏ, nó ôm làm cho cái cơ quật gọt kim tinh nè, cái gò dưới con cái này nhỏ nè, sức khỏe khá là yếu ha. Đó, những ai mà có đường sinh đạo mà làm cho cái cơ gọt kim tinh này nó rộng ra thì sức khỏe cực kỳ tốt. Tùy theo cái đường này, có nhiều người sẽ hỏi được ra, có nhiều lúc là cái đường sinh đạo của mình rất là ngắn, rồi có nhiều người thì cái đường sinh đạo rất là nhè dài. Thì gọi là những người đường ngắn thì có đoạn thọ, hai đường sinh đạo dài thì sống trường thọ. Cái đường sinh đạo ngắn ha, đường sinh đạo ngắn, nếu như một người nào đó bên tay trái có một đường sinh đạo ngắn thì ngắn thế này, đúng không, ngắn thế này thì rất là lo lắng, thì vì sợ thì đoạn thọ, gọi là sống thời gian. Tại vì cái, nếu mà chia ra theo cái gọi là phân tích về chia các cái vận niên thì mình đưa xuống, đúng không, tạo ra ví dụ ở đây chỉ 35 năm thôi, chẳng lẽ là năm 40 tuổi thì người này mất hay sao, lo lắng đúng không. Nhưng mà nếu như mọi người bàn tay, ví dụ như người nam tay trái có đường sinh đạo ngắn như thế này, đường tay phải đường sinh đạo dài, thì an tâm, người này vẫn trường thọ ha. Nếu mà trường hợp cả hai đều ngắn, đây cũng ngắn và bàn tay phải nó cũng ngắn thế này thôi ha, tuy nhiên đường sinh đạo trí đạo dài hoặc là đường vận mệnh dài thì nó sẽ hỗ trợ cho cái đường sinh đạo này, thì nó gọi là người này vẫn trường thọ bình thường, không có phải lo vấn đề gọi là đoạn thọ nha. Và có rất là nhiều người có đường sinh đạo dài, đường sinh đạo rất là dài nhưng mà vẫn bị gọi là sức khỏe yếu và có thể mất sớm. Tại vì sao biết không? Có một bạn là đường sinh đạo này rất là rõ ràng, bạn này bạn nữ, đường sinh đạo rất là rõ ràng, sức khỏe rất cường tráng. Tuy nhiên mà bạn này mập, do đó thì bạn thực hiện chế độ giảm cân ha, đường chế độ giảm cân, do đó là xưa giờ là đường trí đạo, đường sinh đạo này rất là rõ ràng. Tuy nhiên khi bạn này làm thực hiện chế độ giảm cân thì cái đường sinh đạo này mờ đi, sức khỏe bạn này đang bị suy yếu trầm trọng. Do đó là có một giai đoạn là khu vực này rất là mờ nhạt và sức khỏe của bạn này càng ngày cũng đi xuống. Bạn này rất là lo lắng thì hỏi, cuối cùng hỏi ra là lý do tại sao mà cái đường sinh đạo này nó mờ như vậy, là do bạn này gọi là thực hiện cái độ giảm cân, làm cái kháng thể bị suy yếu đi, sức khỏe suy yếu đi. Hoặc là có nhiều người có cái đường sinh đạo này rất là dài rõ ràng thì cứ nghĩ là tôi sẽ sống thọ cả trăm tuổi ha, không có lo gì hết, nhưng mà tại vì có nhiều đường nó sẽ xuất hiện sau. Ví dụ như trong một khoảng thời gian cái vận niên cái năm đó mình gặp hạn, thì trên cái bàn tay mình liên quan đến đường sinh đạo nó xuất hiện những cái đường gọi là cản phá nó. Hoặc là ví dụ như người này thấy cái đường này sinh đạo rõ ràng đẹp, nghĩ là sức khỏe tôi lúc nào cũng khỏe mạnh, ăn nhậu nhiều vào
có một cái đường gọi là đường phóng túng đi ngang qua, ăn nhậu rồi hút chích gì đó ha, không lo. Thì chỉ cần trên cái đường này, mà đường gọi là đường phóng túng này nè, xuất hiện những giao tiếp gọi hình ngôi sao hay chữ thập đi này, đây gọi là những cái vận hạn, vận cái nạn khiến cho người này có thể gọi là tai nạn. Tai nạn này có thể là mất đi là chuyện bình thường. Do đó là khi cái đường sinh đạo rõ ràng thì cũng không rõ ràng hay dài cũng không có thể hiện được là mình sẽ sống trường thọ hay không ha. Đó là do cái bản thân mọi người có lo lắng sức khỏe của mình hay không nha. Đó, do đó thì ngắn hay dài nó không thể hiện được nhiều về gọi là trường thọ, sống lâu hay gì hay, mà nó thể hiện và là người này có biết lo lắng sức khỏe mình hay không. Thứ hai, những cái dấu hiệu mà gọi là vận hạn nó nằm trên cái đường sinh đạo. Khi mà mình thấy một cái đường trên đường sinh đạo mình có một đường ví dụ như đứt đoạn, ví dụ như thế này, đường sinh đạo đây mà nó đứt đoạn như thế này, thì đây là báo hiệu cái giai đoạn này sẽ bị tai nạn nha. Giai đoạn này sẽ bị tai nạn, mình có sẽ bị té xe hay là bị bệnh gì đó rất là nặng. Nếu như bàn tay một người nào có dấu hiệu này, ví dụ như người nữ bàn tay phải họ bị dấu hiệu này, tay phải đúng không? Nhưng mà nếu mà bàn tay trái nó có đường sinh đạo nó ngắn như thế này, nó dài thế này và nó rõ ràng, nó không có đứt đoạn, thì an tâm cái vận hạn này, tai nạn này nó cũng sẽ xảy ra, nhưng mà nó vượt qua được. Ha, hoặc là trên này nó có hình ngôi sao, nó vị trí này, nó có hình ngôi sao ở vị trí này. Ha, bên này nó không bị gì hết, ha, nó bị thẳng khớp gì thì tất nhiên cái vận hạn nó cũng sẽ xảy ra đối với người này. Tuy nhiên là nó sẽ vượt qua được. Khi mà có ngôi sao hay là chữ thập mà xuất hiện trên đường sinh đạo thì đây là báo hiệu cái vận niên, cái năm này mình sẽ gặp tai nạn hoặc là bị nặng, bị bệnh khá là nặng. Cái này có thể là liên quan đến phẫu thuật nữa nha, khi mà có chữ thập trên này đó. Hoặc là nếu như mà trên đường này mà hồi nãy mình nói ha, có một đường đứt đoạn như thế này ha, cái hạn tới nếu mà khu vực này có một hình vuông nó nối lại ha, nó nối lại cho cái đường này, thì đây là cũng báo hiệu là cái năm vận niên năm này sẽ có cái hạn, tuy nhiên sẽ vượt qua được, gọi là cái này là rất là may mắn sẽ vượt qua được cái hạn này. Cái đó là khi bàn tay một người nào đó, người ai ha, mà nếu như thấy có những dấu hiệu ví dụ ngôi sao nè hay là chữ thập mà xuất hiện trên đường sinh đạo thì phải năm đó các bạn niêm đó phải cố gắng đi đứng cẩn thận ha, để tránh cái hạn nặng với bản thân mình, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại vì cái đường sinh đạo này thể hiện bản thân của mình. Cái đó khi bất cứ cái dấu hiệu nào mà nó xuất hiện trên đường sinh đạo này đều ảnh hưởng đến bản thân của mình. Thế ví dụ như trên đường này sinh đạo này có một đường cắt ngang qua mà rõ ràng, cái đường cắt ngang này nó rõ là cái đường sinh đạo này nó mờ, thì cái đường này quá rõ thì có thể là đây là liên quan đến cái hạn và cái nạn nha, cũng có thể bị tai nạn. Nếu như mà cái đường này mà nó mờ, cái đường cắt ngang này nó mờ thôi, mới nhỏ nhỏ thôi, thì chỉ là chẳng qua là cũng có ảnh hưởng nhưng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại vì nó không ảnh hưởng đến cái đường sinh đạo này thì nó không ảnh hưởng đến tính mạng và nó không bị hại nạn, mà chỉ liên quan đến cái những cái nỗi niềm, những cái suy tư thôi. À, những cái suy tư thôi ha. Hoặc là trên đường sinh đạo này nếu mọi người thấy mà có dấu chấm hay là cái thủng gì ở nằm ở trên đường sinh đạo thì nó sẽ tác động trực tiếp đến bản thân mình, và đây cũng là dấu hiệu của giai đoạn này. Ví dụ như có một cái chấm thế này, chấm này đây này, thì đây là thể hiện giai đoạn này sẽ sức khỏe của mình sẽ có bị nặng á, nặng ha, bị suy sụp, suy yếu, đang chiều hướng đi xuống. Thì khi mà thấy những cái dấu hiệu này thì cẩn thận liên quan đến sức khỏe. Hoặc là nếu mà những cái dấu cái thập mà nó ở gần gần cái đường sinh đạo này cũng ảnh hưởng nha. Nếu ở càng gần thì càng ảnh hưởng nặng, mà nếu ở xa cái đường sinh đạo ra, ở xa cái đường sinh đạo ra thì nó ảnh hưởng ít, nó không có ảnh hưởng nhiều nha. Do đó là khi mọi người để ý cái đường sinh đạo của mình, nếu mà trên cái đường ngoài đường này, đường sinh đạo này có những cái dấu hiệu như mình nói đây đó, thì mọi người phải cẩn thận. Tại vì cẩn thận chi ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tại vì là nếu như không thì mình sẽ nặng nề đó ha, ảnh hưởng nặng nề. Có những cái đường ví dụ như ngôi sao mà nếu xuất hiện ở dưới cái đường đây, ví dụ đường sinh đạo bên cuối này có hình ngôi sao thì đây là báo hiệu là vận mệnh bị hậu vận á, giàu có cực kỳ. Ha. Nhưng mà khi mà ngôi sao mà nó, mọi người thấy không, nó nằm trên đường sinh đạo,
sinh đạo lại lại là mang tác hại là tai nạn hay vận mệnh, vận hạn có năm đó bị bệnh và có liên quan đến phải giao kéo phẫu thuật. Hoặc là ví dụ như đường, nếu như mà cái thủy thập này mà nó nằm ở dưới này góc, dưới vị trí của cái đường sinh đạo với góc này, thì nó lại không liên quan đến tác hại liên ảnh hưởng đến sức khỏe, mà nó lại cũng báo hiệu là sẽ có tiền bạc và tài lộc. Nếu mình nằm trên này thì lại mất tiền nè ha. Nếu đi đường ví dụ như đường chữ thập mà nằm trên này là ảnh hưởng, nó sẽ có gọi là mất mát về tiền bạc này. Mà nếu mà khu vực này thì nó lại liên quan đến kiện tụng, bị tranh chấp bạn bè tranh chấp. Mà nếu như ở gần góc này thì là liên quan đến tài lộc. Cái đó là khi xem những cái dấu hiệu liên quan đến chữ thập hay ngôi sao hay những cái dấu hiệu mà ảnh hưởng đến sinh đạo thì mình cố gắng phân tích cho nó rõ để tránh cái vấn đề là mình sẽ bị gọi là nhầm lẫn ha. Hôm nay là đây là những bài liên quan đến cái đường sinh đạo. Nếu mọi người xem mà có hay mà có hữu ích thì mọi người hãy cho mình một like, một đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người.